Và hello, xin chào mọi người. Lại một năm nữa đã trôi qua. Hôm nay tôi sẽ đi ban phát những món quà cho ba đứa trẻ hiền lành nhất trong cái thành phố này. Để tôi xem coi là mấy giờ rồi. Còn khá sớm, 10:41. Ui trời mà. Dạ cả rồi, nhưng mà không sao. Có cái lâu lâu trời lạnh quá tôi hay bị cảm. Vì một lúc từ Bắc Cực về đây nó cũng không có đơn giản gì mấy đâu. Rồi lên. Trời ơi, bao nhiêu năm bên là mấy người bạn tuần lộc chở tôi đi, tôi không bao giờ tự đi hết. Bởi vì chẳng qua tôi muốn giữ cái vẻ mập mạp và nhanh hậu của mình thôi. Tại vì ông già Noel thế mà, biểu tượng thế. Rồi, hôm qua một năm rồi mà xe vẫn còn đẹp, mọi thứ vẫn còn tuyệt vời. Tôi lại nhìn xuống đây và ngắm nhìn thành phố này một lần nữa. Tôi vẫn cô đơn qua bao năm mà nhìn mọi người đón một cái Tết cực kỳ an lành. Ôi, mày đập em bẫy, trời ơi, mấy con này xuống tôi thấy máy bay bắn ta gì để ta về ăn Tết quý. Đang đi chung thì tao tâm sự vậy thôi, mày có cần mày dùng một cái súng ống như thế này không? Bạo lực là không có tốt bao giờ cả cách con à. Cổ xe với 4 con tuần lộc, mọi người đừng có khinh thường vì hiện giờ tôi đang bay với tốc độ 200 cái chuối trên giờ, xếp đặt những lớp mây mà tôi đi qua. Đây là tôi nhận ra là mình sắp đến nhà của thằng nhóc đầu tiên này, tên của nó là Michael. Đúng như tôi nghĩ là mặt đường đã phủ đầy tuyết này. Cách con bình tĩnh, coi chừng trượt chân nha. Rồi ổn định nha. Ê, tụi mày bình tĩnh. Ê, đúng hư đồ của người ta chú. Thôi rồi luôn, thấy chưa, hư đồ rồi. Tết thì để người ta về người ta ăn Tết chứ mày lại làm phiền người ta. Rồi bây giờ tụi mày có thể dừng lại rồi đó, dừng lại đi. Đổ đừng có chơi nữa, tụi mày thắng lại đi. Sao năm nay bọn này nó bướng nè à? Đụng người ta, đừng có đụng người ta, để người ta. Trời, đụng mấy con này nó tới kênh hay sao mà bây giờ thử dưng nó lại bướng nè à? Lần sau mày đi thì đi, không được thì ở nhà nha. Đừng đi theo tao, vớ vẩn làm mất cái uy tín của tao, cả cái cuộc đời tao xây dựng. Alo alo, không ai mở cửa à? Tao đến phát quà. Alo. Nó lại buộc tôi phải leo cái này mọi người à, nó làm tôi nhớ cái nghề quá. Ý tôi là cái nghề ngày xưa là tôi làm diễn viên đóng thế đấy, tôi thực hiện những cái cảnh nguy hiểm chứ không phải là trộm cắp gì đâu nha. Ông già Noel đứng trước nhà mà không ai ra mở cửa nha. Có cái nhà xe này có con hoạt động không? Có mở đèn mà không có người trong nhà nha. Đây rồi, nghề của tôi, nghề của tôi. Lên đây, leo lên mái nhà. Bình thường là tôi leo ống khói mà bây giờ tôi leo mái nhà không à. Đây, lại cái nữa. Chỗ này đi nó cứ bị sụp như thế nào, hơi bị khó chịu xíu. Rồi, nhảy. Ôi không lên được, Lục ơi, Lục, lên, đấy, lên ngay, được ngay. Ba cái đồ quỷ này thời trẻ tôi làm hoài luôn rồi. Ơi, sao cái cửa này khóa rồi? Mấy bố nha. Rồi không được rồi, tôi sẽ đi lấy cái búa vậy. Bây giờ phan vào ai dọn vậy? Thôi mất công tôi dọn nữa. Ở đây, ở bên này có một cái cửa sổ mở ra nè, rất là tuyệt vời. Nó trời lạnh mà nó lại mở cái cửa sổ ngay đây, nó tạo cơ hội cho tôi. Bây giờ tôi sẽ tìm cách đi mà tôi bắt quên nó. À, chỗ này có thể bám lên được nè. Thôi sao tôi nhìn nó, út. Đậu mới lại không được rồi. Và đây là cái giải pháp tối ưu nhất của chúng ta ngay bây giờ mọi người à. Bây giờ tôi sẽ đậu xe vào đây rồi tôi leo lên, sau đó tôi bắt quên thôi. Mặc dù là có hơi béo ụt ịch một xíu, nhưng mà không sao, vẫn còn nguyễn lắm, tôi vẫn nhớ nghề mà. Rồi bây giờ nhảy lên đây à. Đậu mớ thật sự là nó khó hơn tôi nghĩ mọi người à. Tôi tưởng là nó cứ lên là được thôi. Ở ngoài đường này không có chiếc xe nào mà nó cao cao một chút xíu để mà tôi chạy vô nhà. Chắc là tôi nên gọi cho bên 911 đi, có gì họ giúp tôi chứ. Không thể nào mà nó lại trì hoãn công việc như thế này được. Tôi mong là gần dịp lễ Giáng sinh thì họ vẫn hoạt động cái đầu dây này. Đó, alo, có người bắt máy, có người bắt máy. Alo, em xin chào chị, hiện tại thì em đang cần gọi cho bên cấp cứu đi. Tới nhanh nhanh nha chị, em tới lắm rồi. Ở ngay cái đường gần nhà này nè. Rồi, ngon, tôi phải xưng em, không thôi người ta đánh giá mình sao. Rồi, để tới, nhanh lên mấy nơi, quá đỏ rồi, nhìn trên người em đỏ quét luôn nè. Cái xe này đẹp vậy, chắc năm sau tôi đề xuất lấy xe này đi giao quà quá. Ôi, mà xe này lại giao quà chứ không ai nhận đâu. Rồi, xin vui lòng cho tôi mượn chiếc xe một chút xíu, tôi chỉ cần vô nhà tôi leo lên máy thôi. Ô, trên xe vẫn còn một người nè, ông này cũng có thể tiếp tôi một vài phần đấy. Ôi, bây giờ tôi sẽ xin chào ông. Một hồi tôi kêu gì ông làm đó thôi, rất là đơn giản. Ê, đúng là cấp cứu bây giờ có kèm cứu hộ luôn ha. Sao cái cửa không mở? Chết con ngựa, không mở cửa rồi làm sao bây giờ? Để tôi hút thiệt mạnh vô coi. Mở cửa. Oh shit, không ai mở cửa cho tôi. Trời ơi, có mấy bốn đứa cháu ở đây mà không nhờ nó lên nó thần tốc liền, nó chơi đường hàng không cái một liền lên nghe ông khói liền, thấy không? Bây giờ vô ông khói đi. Vô. Mới xong mấy ngày. Hồi đó tôi dẻo lắm mà, hồi đó tôi nhảy cái lại vô mà. Chắc là tại vì bây giờ càng ngày sức nó càng xuống hay sao. Nó không có phép thuật, nó như cái đờ bờ người ta. Ý tôi không phải như thế đâu. Phép thuật nó như là cái gì đó mà tôi nó rất là xa vời đối với cái tuổi này của tôi. Đây rồi, đây là cái mái nhà dẫn xuống cái cửa sổ hồi nãy nè. Tôi tinh ý lắm tôi mới phát hiện ra đấy. Bây giờ vô, mặc dù mình vô nhà mình trao quà mà mình đi ra bằng đường toilet thì nó hơi kỳ, nhưng mà bắt buộc là phải thế thôi. Cái nhà này còn mở được con cửa à.
Alo, không ai hết trơn, nhà tôi đi vài phòng rồi đấy. Cái nhà gì không có ai vậy, rồi cắn trộm vào bê hết hay như nào? Đúng là tuổi trẻ mà, có thể là gia đình đang quay quần với nhau ở dưới này. Alo, có ai nhà không? Đâu mà để cho lên tiếng này tao vui phát ấy. Lại phát qua, không có ai nhận. Cuộc đời thì giao quà free mà nó còn không nhận thì... Đây, tôi để quà tạm ở đây mọi người ạ. Cái gì giờ này ủa tôi xem tivi? Công việc còn đăng đăng đê đê đâu. Tivi, tivi. Làm cái nghề này phải có trách nhiệm, không đùa đâu. Tôi nhìn thấy cái máy tính tôi lại nhớ cái nghề hồi xưa của tôi mọi người ạ. Ý tôi là ngày xưa tôi làm người sửa máy tính đó. Bởi vì nó làm tôi nhớ tới cái nghề hồi trẻ của tôi. Ngày xưa tôi sửa máy tính dữ lắm. Thôi bây giờ tôi lên lại đây. Thôi xong rồi, có biến rồi mọi người. Mấy con tình lọc nó bỏ tôi nó về hết rồi. Trời, chưa có xong mà mới có người đầu tiên nó bỏ tôi. Hay là nãy tôi chửi nó nặng quá nên là nó cừ, nó buồn tôi rồi. Tôi xin lỗi mà. Chỉ mới là căn nhà đầu tiên thôi mà nó lột tả được những bao năm tháng qua làm việc của tôi rồi đấy mọi người. Nó không có sung sướng gì đâu. Từ việc có leo trèo, bắt cua các thứ, rồi thám thính đủ kiểu. Bây giờ nó bỏ tôi nó về. Không phải là cứ bước vào nhà một cái là được. Cái quẻ gì đấy? Tôi năm nay hơn mấy trăm tuổi mà tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp này. Cây té, sao mà nó có thể bỏ nhà đi như thế này được? Cây vái cái nồi tôi ra. Cuộc đời tôi nó đi từ cái cú sốc này tới cái cú sốc khác mọi người à. Mọi người có thể nghe cái tiếng dây sên chứ. Tới cái đường này thì phải chạy xe đạp thôi chứ bây giờ biết sao giờ. Skill cái. Trời đấy, tuổi già thực sự nó không có quan trọng. Lấy con nhỏ đó mới nhìn tôi gà, nó bàn tán người tôi. Thấy chưa, phong độ mà. Rồi lên nốt cái dốc này là tới nhà của cháu thứ hai nha. Cũng tuyệt vời lắm. Ba cái đường này chạy xe đạp cũng thích đấy. Nó làm nóng cho cơ thể mình. Lâu rồi tôi mới đạp. Tôi toàn nhờ bọn kia nó chở thôi. Bữa nay bọn nó về. Bọn nó tưởng tôi không làm được gì. Bọn nó đang tưởng là tôi vớ vẩn gì. Ôi cái xe đẹp thế. Tôi cũng muốn có xe để chạy cho nó ngon đấy. Mà suốt ngày cưỡi mấy con tình lọc hoài. Về nuôi nó xong cái giờ nó bỏ mình. Ê, vào nhà đi. Ấy chứ tôi biết cửa nó mở sẵn. Không có như cái lần thứ nhất đâu. Có ai ở nhà không nhỉ? Cháu Phan Tin ơi, một năm rồi mới gặp lại mà nó không đón tôi thật mọi người ạ. Nó không đón tôi thật. Bọn này mình tới mình chúc tụi nó mà đưa quà luôn mà không có ai nhà đón tiếp mình, chả hiểu. Thôi thì tôi xuống thăm cái con chó của nó vậy. Ê, có mấy người nhìn tôi kìa, không biết họ nhìn lầm mà báo công an không chứ gặp tôi bảo dạng tôi cũng báo đấy. Mà con chó nó dẫn đi chay hay là nó dẫn về nhà gì nữa vậy nhỉ? Có khi dẫn về ơi. Thôi bây giờ tiến hành qua nhà gì nó cả nhà cùng vui thôi, không lẽ giờ tới đây rồi mà không lết được cái nhà gì nó thì nó kỳ. À đồ. Mày là ai? Thấy chú công an bình tĩnh, tôi đã nói là tôi chỉ đi phát quà thôi. Phát quà đấy, làm gì mà truy nã ba sao căng dưới xe đạp này chạy chừng nào mới thoát được tội. Thôi bình tĩnh mày ơi. Tôi chỉ đi giao quà cho thằng cháu cưng của tôi thôi mà. Không tin thì mấy người không thể. Bây giờ không lẽ mình biến khóa ra thì nó lại đem tôi về nó thí nghiệm mất không được. 2 hours later. Hoài nó ngược tôi tới chiều luôn rồi mà nó vẫn chưa buông tha cho tôi. 3 hours later. Ủa alo, tối luôn rồi đó tụi mày ơi. Tao còn phải có mỗi người cũng phải có một công việc riêng của mình mà. Nó trời nó tối luôn rồi mà tụi mày vẫn ngược à. Cuộc đời tôi chưa bao giờ nhục nhã như thế này. Một già Noel đầy trẻ khỏe mà lại phải trốn dưới cái gầm cầu này. Bọn nó không buông tha là không buông tha. Tôi không hiểu bọn này nó nghĩ cái gì. Còn đâu là cái tình người. Mấy người dưới gầm cầu này đã giúp tôi trốn thoát mọi người. Đáng tiếc là tôi không có một cái món quà nào đó cho mọi người hết. Sang năm vậy. Đây là nhà gì của nó đây, tôi không có dạy mà tôi bước vào cái cửa đâu. Thằng này làm như nó có cài FIB đi theo nó gì á. Rồi đặt quà trước sân đi. Thế này là đảm bảo an toàn luôn, không bị bắt nữa. Không hiểu sao mà tôi bước vào cái nhà nãy của nó mà nó được, nó bị tới 3 sao. Ê, mẹ 10 giờ rồi. 7 giờ rồi trời, 11 giờ 55 rồi. Trời ơi, thằng che vô này tôi phải giao quà kịp cho nó, không thôi là mất hết ý nghĩa. Nhanh, không được. Phải giao quà cho nó kịp, quăng xe luôn, thoải mái luôn đi. Ê, nó đứng đợi tôi kìa, có một mình nó đứng đợi tôi thôi. Chắc chắn là phải kịp thôi, ta đưa tới mang quà cho mày đây. Ê rồi, tao chúc mày Giáng sinh vui vẻ. Đây, bây giờ chỉ mới là... Thôi chết con người. Đố, trời trễ có 6 phút thôi mà. Mày tại tha cho ông không? Trên đường đến đây là ông bị bọn FAB nó rượt. Summerler nó bắn té đi tụt quần ông ra. Mà bây giờ tới đây mày còn cuốc tao nữa. Tôi bảo cái ông thấy nó cầm cái gì. Dường như là nó cầm cái gì đó. Nó sập cuốc qua đầu tôi một cái kìa. Trời ơi trời lạnh rồi mày bắt tao phải nhảy xuống nước sao? Đầu mớ thằng chơi vô mít dây. Cuộc sống của mày không có hai chữ ngoại lệ trong đó hay sao? Chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi. Hello, xin chào mọi người. Tôi đang ở trên đỉnh đài Vinwood. Nói chung thì tôi cũng ước mem hết. Và tôi lạnh
vải cà trưởng ra. Có lẽ là ngày hôm nay chỉ có một mình tôi làm việc tới giờ này thôi mọi người ạ. Nói chung thì nó cũng cô đơn, nhưng mà tôi quen qua bao nhiêu năm tháng rồi. Thì tôi cũng tạm dùng cái này để mà chúc mừng công việc của mình đã suôn sẻ trong nhiều năm qua vậy. Hiện giờ là 5 giờ 15 thôi, thì tôi cũng xin chúc mọi người có một mùa Noel thật là hạnh phúc và ấm áp bên người thân. Hành trình trao quà của tôi đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay, nhớ cho tôi một like và ấn subscribe để tôi có được 100 lượt đăng ký đầu tiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye.